Theo dự báo của Cục Quản lý Thiên tai, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, bão Yinxing có khả năng yếu thành áp thấp nhiệt đới vào 7 giờ ngày 12 tháng 11 khi di chuyển áp sát vùng biển và đất liền miền Trung của Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão Yinxing, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Do vị trí bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khá xa đất liền nên hoàn lưu bão sẽ gây mưa vừa ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Tổng lượng mưa trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 là khoảng 250 đến 300 mm, có nơi vượt 300 mm. Khu vực ven biển Thừa Thiên Huế cần đề phòng có sóng cao theo hướng đông bắc trong cuối ngày 11 và ngày 12 tháng 11. Tối qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi diễn biến của bão, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi bão có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp.